Xin kính chào các bạn, các vị. Hôm qua sau khi được anh em hưởng ứng về top điện thoại từ 3 đến 5 triệu hàng chính hãng, hôm nay sẽ đến lượt hàng sách tay. Tuy nhiên đặc trưng là sẽ không có máy Xiaomi hoặc là các sản phẩm Trung Quốc. Nhiều anh em anti hàng tàu quá. Và hôm nay danh sách mình đưa ra toàn là máy cũ mà thôi. Vì nếu mà đã không mua máy mới Trung Quốc thì chỉ có thể là máy cũ của các tên tuổi lớn. Một số cái điểm lưu ý cho các bạn trước khi đi mua. Đã mua máy cũ thì nên chọn các cái cửa hàng uy tín một chút. Vì ở đây là mình chia sẻ về di động thông minh. Thì các bạn mua ở đây phải kiểm tra hàng thật kỹ. Lưu ý cho mình mua máy cũ cứ chọn 2-3 cái xem một lúc, đừng xem một cái thôi. Ngoài ra nữa là không nên ham điện thoại trông mới quá. Vì đã là hàng cũ phải có trầy xước móp méo một tí. Chứ còn nếu mà mới quá thì khả năng là nó sẽ thay vỏ. Và bên di động thông minh cũng cam kết là chuyên bán hàng nguyên bản hình thức đẹp, chỉ xước nhẹ thôi. Và ngoài ra còn có hoàn tiền 100% nếu mà khách hàng phát hiện ra sản phẩm đã thay vỏ. Đầu tiên là sẽ có bộ đôi LG G3 và HTC One M8. Mình thì không khoái hai con này lắm. HTC One M8 camera thì xấu, LG G3 thì cũng có tính năng và sức mạnh tương tự như vậy. Nhưng mà bộ đôi này là có lợi thế là chip 8.1, hiệu năng cao, tuyệt vời, chơi game vẫn đắt mượt mà. M8 có vỏ kim loại nguyên khối sang chảnh, loa ngoài thì bá có mẹ đạo, xem phim rất sướng và selfie đẹp. Cái chiếc LG G3 thì đây là chiếc máy duy nhất trong tầm tiền này mà sẽ có màn hình độ phân giải 2K cho anh em thoải mái lướt web xem phim. Sản phẩm tiếp theo đó là iPhone 5, đây là con máy nhỏ nhất trong cái tầm giá mà mình đưa ra. Và nó cũng là một sản phẩm làm từ kim loại sang chảnh. Vì nói thật các bạn, nếu mà mua điện thoại mà muốn mà nó chảnh chó một chút thì nên mua iPhone 5. Logo Apple lúc nào cũng tỏa sáng đi khắp một nơi. Camera 8MP chụp ảnh tự động đẹp. Tuy nhiên sản phẩm này điểm yếu là vừa bộ nhớ trong thấp, pin yếu và không có khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Bên trên một chút thì chúng ta sẽ có chiếc Sony Xperia Z3V. Đây là một chiếc máy của thị trường Mỹ đưa về Việt Nam. Chiếc sản phẩm này có những điểm mạnh như là có khả năng chống nước này, màn hình Full HD đẹp, chip cũng là 8.1, có tận 3GB rất là khỏe, 32GB bộ nhớ trong và pin 3200mAh. Mình nghĩ là trong tầm tiền phân khúc khoảng 3 đến 4 triệu hàng cũ, Z3V rất đáng cho các bạn lựa chọn. Mỗi cái điểm trừ là con này hầu như không có ROM, cực kỳ hạn chế. Tiếp theo nhìn lên một chút, chúng ta sẽ có LG G4 cũ Line New. G4 cũ thì hiện tại là đang có tính năng là tự nhiên lăn ra không sử dụng được nữa. Nó giúp cho các bạn có thêm một cục chặn giấy ở trong gia đình. Còn nếu mà không sử dụng chặn giấy thì nó có camera rất đẹp, đẹp nhất trong cái tầm này luôn. Và bộ RAM 3GB, màn hình 2K siêu xuất sắc. Và có thể nói rằng là nếu mà G4 các bạn đi mua hàng để có thể đàm phán được để có một gói bảo hành kể cả là đô tử luôn, thì các bạn có thể nên mua chiếc máy này, rất là tuyệt vời. Mà nên mua bản hàng thì sẽ ok hơn. Và trên tiền một tẹo nữa thì chúng ta sẽ có chiếc iPhone 5S 16GB. 5S là bá mẹ nhất về hiệu năng ở tầm này luôn. Chip 64bit của nó cực nhanh, cực nguy hiểm. Màn hình thì vẫn như là iPhone 5. Và camera của 5S thì các bạn dùng khoảng 2 năm nữa vẫn không thành vấn đề. Và cuối cùng đó là Sony Xperia Z3 T-Mobile. Với một cái điểm mạnh tương tự như là chiếc Z3V, đó là up ROM thì cực kỳ hạn chế. Chiếc máy này cũng có màn hình đẹp, chip 801, lại 801 tiếp, 3GB, pin 3100 tốt và có camera 20.7MP. Đừng bỏ qua đó là khả năng chống nước của chiếc máy này nữa. Và cuối cùng là HTC One M9 Line New. Chiếc máy này thì cận ở phân khúc 5 triệu đồng. Hàng cũ sẽ có được con chip Snapdragon 810. Các bạn mua đi, xong đến là mùa đông không cần phải mua lò sưởi vì con chip này khá là ấm, đem lại khả năng tỏa nhiệt tuyệt vời. Cũng 3GB, màn hình 5 inch Full HD và nó có camera sau 20MP. Và đấy là danh sách tất cả những chiếc điện thoại nổi bật nhất ở trong phân khúc từ 3 đến 5 triệu là hàng cũ qua sử dụng. Hàng tàu gần như là thống trị thị trường. Vậy thì mua máy cũ nhớ chọn các cửa hàng uy tín, có chế độ bảo hành tốt, hậu mãi bây giờ ăn nhau ở các máy cũ này là phải lựa chọn được bảo hành về sau. Và cũng như khi mua máy nhớ cho mình nhấn mạnh là phải test 2-3 con để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất. Chúng ta phải tin vào bản thân mình nhiều hơn là vào cửa hàng. Và các bạn thể qua di động thông minh để xem máy vì bên này cam kết là chuyên bán các sản phẩm hình thức đẹp và cũng như là nguyên zin. Các bạn có thể biết đừng quên like, share, đăng bè. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Đau răng lắm nhưng vẫn phải cố làm video.